Xin chào các bạn, hôm nay mình lại cùng các bạn đi bẻ vải nhá. Bây giờ là mùa hè, mùa vải chín các bạn ạ. Dưới gốc vải của mình là có hai con trâu, nhà mình nuôi trâu các bạn ạ. Đó, đây một con này, đây một con nữa này, đây là cây vải các bạn nhá. Đó, vải quả chín mọng các bạn ạ. Năm nay vải được mùa. Yeah. Mình quay cho các bạn xem cây vải nhé. Nay mới xài các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình bắt đầu trèo lên cây hái vải xuống nhé các bạn nhé. Thank you.
Ok, mình đã bó xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị lấy sọt ra xếp và để mình mang đi chợ bán nha các bạn nhé. Đã xong, bây giờ mình chuẩn bị mang đi chợ bán nhé các bạn nhé. Chuẩn bị mình mang đi bán nhé các bạn nhé.